Nhưng mà mình chú ý dùng cô một chút xíu những cái âm có chữ S ở giữa, ví dụ như yên bình. Đọc sao ta? Là peaceful. Peaceful. Very good. Xin chào Miss Trang, thì cô là Thảo Sương, thì cô là giáo viên tiếng Anh giao tiếp tại cơ sở Phan Văn Trị. Thì là sau hai khóa học của mình rồi đúng không? Thì hôm nay là cô gặp lại Miss Trang để test xem coi cái năng lực tiếng Anh của mình đang đến đâu. Ok, cô sẽ hỏi những câu hỏi từ dễ đến khó ha. Thì Miss Trang cứ trả lời bình thường thoải mái. Ok, nếu mà Miss Trang có cần hỗ trợ gì thì cô sẽ hỗ trợ Miss. Yes. Are you ready to start? Yes, I am ready. Okay, so can you introduce yourself? Yes, my name is Trang. I was born and raised in Trabendro province. But I moved in Ho Chi Minh City 2 years. So I am an office worker. So in my free time, I enjoy reading books and swimming. Sometimes I spend time for my friends. Yes. Very good. Okay. So where is your hometown? My hometown is Trabendro province. Yes. So what do you like about your hometown? Yes. You know, my hometown is very beautiful and nice environment in there. Fresh air and my neighbor families, yes, and my friends families, and they are always support me everything. Yes, I love my hometown. Okay, so you told me that you are an office worker, right? Yeah. Okay, so how do you go to work? I go to work by bicycle. Bicycle? Sometimes by bicycle, and I want to do exercise. Yes. Wow. Sometimes my friend take me come to company. Okay, very good. So do you often use social media? Yes, every day. You know, nowadays social media and development, every day I check social media. I connect with my my friends and my family. Very good. So when did you first use social media? When I use Facebook. Facebook? When did you first use Facebook? I connect with my friends. Okay. When? Khi nào? When did you? Long time. Long time. And you don't remember? Yes, I don't remember so long. I remember when I and more than 10 years ago. So 10 long. Years ago. Yeah. So wow. Long. Okay. So let's see. Who would you like to become in the next 5 years? I want to I want to improve knowledge. Yes. So for a manager or doctor or president, no. Who would you like to become? Who? Right now I learn some more knowledge bakeries. In the future, I want to honors about bakery. Okay, that means the bakery owner. Yes. Okay, rồi. Miss Trang ơi, bài test của mình đến đây là kết thúc ha. Thì là sau đây thì cô sẽ đưa mình một số cái feedback để mình có thể là một là phát huy ha, yes. Hai là cải thiện. Rồi. Đầu tiên thì cô nhận xét chút xíu về cái điểm mạnh của mình ha. Theo ba cái tiêu chí là phát âm, là từ vựng, ngữ pháp. Thì là ba cái tiêu chí này so với là cái bài test lúc đầu của Miss đó, thì là Miss có một sự cải thiện rất 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 là rõ rệt luôn. Nhất là những cái ví dụ như hồi đó là khi mà mình test vào đúng không, thì là mình chỉ trả lời đúng một cái câu hỏi. Ví dụ như
How do I go to work? Ha? How do you go to work? Thì mình chỉ trả lời là I go to work by by bike thôi. Bây giờ là mình đã phát triển ra cái câu trả lời của mình từ 2 tới 3 câu, thì điều này rất là tốt và mình phát huy điều này nha. Rồi, thêm một cái ha, về phát âm của mình đó, thì là âm đuôi thì cũng rất là rõ ha, và cô đã nghe được cái âm đuôi của mình và mình đã đọc tròn âm hơn. Rồi, về từ vựng, về ngữ pháp là Miss đã biết cách triển khai ý tưởng. Ngữ pháp thì là, nói chung là đầy đủ thành phần trong câu, bao gồm cả SVO ha, thì những thứ cơ bản là Miss đã đạt được. Rồi, còn những về những cái phần mà mình cần phải cải thiện á, là tuy là mình đã có sự tiến bộ trong phát âm, nhưng mà mình chú ý dùm cô một chút xíu những cái âm có chữ S ở giữa, ví dụ như yên bình. Đó sao ta? Là peaceful. Peaceful. Very good. Rồi. Thêm một cái nữa là về ngữ pháp ha. Bây giờ cô đọc lại cái câu này xem coi là Miss tự chỉnh sửa cái ngữ pháp của mình luôn nha. Rồi, the environment is fresh air. The environment is the fresh air. Fresh air. Ờ, nãy mình nói gì đó. Fresh air. Đúng rồi. The environment trong lành. Clean. Clean and, clean and fresh air. Đúng rồi, không có từ air nữa. The environment is fresh air. Câu này là cái ngữ pháp của mình nó bị có vấn đề chút xíu à. Mình sửa lại này. The environment is clean and fresh. Là được rồi. Ok. Rồi, thêm một cái nữa là cái social media ngày càng phát triển. Rồi, phát triển là động từ đúng không? Yes. Hồi nãy mình sử dụng development nè. Developed. Đúng rồi, developed. Developed. Rồi, đang phát triển. Developing. Rồi, đúng rồi. Là lại cho con một câu đó nha. The social media nowadays. Nowadays, social media developing. Developing. Đúng rồi, ok. Rồi, thì ok, thì nhận xét của cô chỉ có bấy nhiêu thôi. Miss Chen có câu hỏi gì cho cô không? Cảm ơn. Rồi, sau 2 khóa học rồi thì là Miss Trang cảm nhận như thế nào về cái chương trình học cũng như là cái đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của trung tâm mình? Yes, đầu tiên là em thấy giáo viên thì thân thiện rồi luôn support cho tụi em everything luôn. Rồi về giáo trình thì có rất là nhiều chủ đề và từ vựng, rồi những cái topic nó liên quan tới công việc rồi cuộc sống, rồi nói chung là nó cái giáo trình đó thì nó phù hợp cho em giao tiếp. Cảm ơn Miss Jane đã dành thời gian để đến đây gặp cô, để cũng như là mình test được cái năng lực của mình. Thì là nhớ lời cô ha, thì từ những cái mà mình để nhận xét cái feedback tốt á, thì là Miss Trang cần phát huy ha. Và những cái mà cô chỉ ra những điểm mình lưu ý á, thì Miss Trang cố gắng để mình khắc phục những cái lỗi đó là ok. Rồi, sắp tới thì là cũng sẽ có nhiều cái bài kiểm tra định kỳ như thế, thì là cô hy vọng là sẽ gặp Miss Trang trong thời gian gần nhất. Dạ, em cảm ơn cô. Miss Hoa giao tiếp, tự tin phản xạ, toàn diện 4 kỹ năng.